tự xưng là trưởng môn của các môn phái lớn ở Trung Nguyên. Để mà đất Trung Nguyên bị người Mông Cổ chúng ta thống trị, có chẳng làm gì được không? Anh tách tranh nhau hôm qua thần đường đau thế chiếm nhỏ nhiên. Tại sao không đem gia hình ngoài thành đầu biêu là dương những tên phù dòng chống quân Mông Cổ? Lâu để chỉ là cầm biêu mà thôi, nào đáng ta nhận lòng mà chi? Trời đất ơi, sao tự nhiên người tôi bị kẹt ở giữa vậy nè? Để cho hai người làm khổ tôi như vậy chứ. Nè, nếu muốn không bị kẹt á thì chỉ có cách là đại ca phải đứng một bên, luôn luôn lắng nghe chẳng nghiêng đông tây, chỉ ở gần với tôi. Gì vậy? Được xa tôi quyết những hoài vô kỵ đại ca. Buông ra cả hai, buông ra tôi đâu có nợ nần gì ai. Bên này lôi, bên này cũng lôi, như vậy còn gì là thân tôi? Cho đáng đời đại ca, chết cũng không được la. Trời ơi, khổ quá biết nói sao cho vừa lòng đây. Thì ra đại ca yêu người ta, chẳng khi cô nâng lại buồn. Xin hai cô chớ gật đùa lòng giả rối beng nè. Cùng tiến tì, mày muốn bắt giữ cho kẻ thù của ta có phải không? Thưa sư phụ, xã bá phụ phụ lòa, xin sư phụ này xin đồng môn buông ra. Mong cầu đừng xuống tay, cùng với người đôi mặt tối tăm. Chẳng lý nào hạ thù dưới tay, cô đồng môn chứ che cho nhau, nơi nào xuống tay giết người. Còn thân cầu sư mẫu thứ dung cho người, chớ nên lấy đời tìm người mê. Im đi! Không ngờ già đổi thay, ta đã lầm để tận sâu xa. Bao năm trời tầm khuyên của ta, ta vì người trúc bao công lao, đêm rèn cho không đi thuyền. Nay người đành quay lưng đứng bên kẻ thù, sư phụ phụng kiếp đông chỉ vì đồ đệ của lòng nhân đạo mà mỹ nở đón tuyệt nghĩa thầy trò ta tốt. Vì nào đã ra tay cứu tạ tôn tôi, xin cho tôi biết phương danh. Nghĩa phụ, con bất hiếu là vô kỳ, vì đến trễ để cho nghĩa phụ phải thọ thương. Hả? Vô kỳ? Nghĩa phụ, vô kỳ con còn sống đó sao? Thưa nghĩa phụ, nhờ trời con điều nạn khỏi tay qua. Sao phút giây ta từ nơi
chia lìa đời con nhiều đắng cay gian truân. Sông thân đã quy thiên rồi còn một mình nổi trôi mười phương. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là giọng nói của con tôi đây mà, vô kỷ con. Nghẹn ngào khi nhìn cha già thân yêu, nhớ thương con thơ giờ gặp gỡ nhau đây. Rưng rưng mắt cha lệ trào tình cao vời sáng như dần trăng. Sao? Thôi thì ta nói tiếng biệt ly, gọi tên chỉ khơi lòng đau. Nhìn xa sông gió là thân gái cô nương làm sao qua qua nguy nan, già nào yên vui để ai dời chớ. Chắc chú cô nương đã vào trong này, con gọi thử xem. Dừng. Chú cô nương, chú cô nương. Hả? Chú cô nương, sao thế này? Ờ, chú cô nương bị hại rồi phải không con? Còn hết mũi, hết hiền mũi. Trời. Hả? Hết hiền mũi. Chuyện gì vậy con? Dầm chan máu thắm không còn dung nhan sắc tươi, lòng xói gian tà ai đã nỡ tâm xuống tay hoàng nghiệt để nàng khổ đau. Hân ly giờ ra sao, chú nương giờ nơi đâu, Triệu Minh còn đây không? Ta nghe lòng nóng như lửa hồng phiêu trong buồn tiếc. Nghe lời tìm nhói đau, ai sắp bài cho em tham thương? Nhan sắc này xưa kia tốt tươi, nay còn đâu nét quá xinh xinh đại trang ngọc ngà. Hai xác nằm thê thảm máu loang tươi hồng, ai nỡ đoạn đành gieo màu ly tàn. Lời thông tiếc con nghe qua khiến tâm cha quay cuồng, dù chẳng thấy cảnh ra sao vẫn nao nao trong lòng.
con mau phần bài để cha tường tri. Sao tôi không đủ can đảm giết chết cô để trả thù Trương Ly? Trương Vô Kỵ, anh tàn nhẫn lắm. Vẫn chưa tàn nhẫn bằng cô đâu. Trương giáo chủ, nếu người quả quyết là tôi gạch mặt Hồng Ly thì xin người hãy giết tôi đi. Rất sung sướng chịu chết dưới tay người, dù rằng thác quan mà vẫn cứ vui cười. Trời cao minh chứng, lòng sắc son nào phai, nhớ ai lệ nhòa, thương ai sâu từng đau. Giờ bên nhau cớ sao người ơi, ta thấy xa xa đời đời. Thu nở đâu bài ra, ơi người ơi, đừng thở than, đừng nhắc khi ân tình xưa. Còn nữa đâu, chung lối chung trời mơ, sao nhớ tâm bỏ quên đi tâm hồn trong sáng. Gieo tóc ta để cho chia lìa ngàn đời xa vĩnh biệt nhau. Cô nương hãy trở về kinh đô để sống một cuộc đời vàng son nhung lụa. Kể từ nay ta chỉ còn gặp nhau trong mộng và nhớ nhau bằng những kỷ niệm trên bước phiêu lưu khắp nơi giang hồ gần xa. Nào ai thấu chăng tấm lòng nhiều những ly tan từ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình đã trao cơ sao chia liền. Ai đi rồi một mình tôi còn đây, nghe trong dạ thương yêu nhiều và sầu nhớ. Triệu Minh cô nương mới vừa tới đó hiền muội. Triệu Minh có thể yên lành đứng trước mặt đại ca được sao? Đại ca. Vậy chứ hiền muội muốn đại ca phải làm gì? Giết nó. Giết nó để trả thù cho Hưng Ly như đại ca đã thề trước xác chết Hưng Ly ngoài quan đảo. Đại ca đã quên rồi sao? Quên rồi sao? Nhưng hai chúng ta sắp sửa cử hành hôn lễ, đại ca không muốn thấy máu đổ trong ngày đại hỷ này. Khi nào cử hành hôn lễ xong, chúng ta sẽ nói tới hận thù. Hãy nói tới hận thù trước rồi cử hành hôn lễ sau. Đại ca, đại ca hãy ra tay đi. Ra tay đi đại ca. Chú hiền muội. Chú cô nương. Đừng gây nên việc hoàng cao chi bao. Sao cao dài bài cho nghỉ qua, nàng hãy nghe đôi lời anh phân. Trong đêm vui hộp hồn, chờ để mau tung loạn phòng. Nàng ơi, hãy cố vui quên thu sâu. Đại ca, nếu đại ca đi theo phụ nữ tầm quái quỷ này, như ân tình giờ phân ly, chúng ta không còn là thân giao. Gươm đau tranh buồn giờ chia đôi tình thù, có sao buồn lời đầy kinh tâm. Bởi lo âu nhiều về cha anh đang trong nguy nan, còn ra đi tầm tu. Hãy mau lên đường trừ quân gian, nếu không đâu còn người thân yêu. Đi ngay bây giờ còn đôi có làm gì. Thương đại ca. Chú hiền muội, hiền muội hãy đem tấm lòng của một nữ hiệp, chứ đừng đem tấm
gặp nữ nhi thuộc tình mà của tôi. Triệu cô nương, chúng ta đi. Dừng ta đi. Trương Vô Kỵ, Triệu Minh. Trương Vô Kỵ, Triệu Minh, tôi chỉ nhược này thề phải trả cho được mối thù này, dù cho phải tai xương nát thịt. Chú cô nương, sao hung hăng vội quên nhiên xưa, do nơi đâu tình thương bỏ đi, chớ quá gì thành danh làm cho thù cao quán sâu. Thôi im đi loại ma nữ kia, trong tâm ta thề không thứ tha. Thôi khổ quá trời cao ơi, vì sao mà luôn cãi nhau. Chú cô nương vì lo tiếng nhớ, nay mai đây truyền trong gió lạnh. Tôi xin vì cô nương từ tay tình xưa xóa đi. Chú chị nhược tôi đã đối xử ác độc với các vị có mặt ở đây, xin các vị định đoạt số phận tôi đi. Tôi không oán hận đâu, vì tôi lỗi đã dâng đầy. Bởi trái tim đắm chìm trong giờ đây nào thấy tôi nào than, đang đón chờ nhớ cương quan cầu qua sông núi về đây, dám đâu lòng nói câu thầm thù mong. Mình là kẻ tu hành nên không màng tới điều hơn lẽ thiện. Đa tạ các vị. Thôi thì tôi khuyên quận chúa lập tức trở về dinh phủ, kẻo nữ vương vương trông đợi. Ông hãy trở lại dinh phủ, nói với cha tôi rằng tôi không về chốn ấy nữa đâu. Vì son bề sông tôi mơ trời mây gió nắng lùa, chân lang du khắp nơi sông hồ nhẹ như cánh băng, du cao mây xanh hoa vui trời mơ. Tôi trong lòng không yên xót xa cành vàng, bao tháng ngày nổi trôi bước chân ngọc ngà,
lắm trong bụi trần. Xin khuyên quần nương mau trở về nơi kính thành, thánh quân mong chờ. Tạ ơn đoái hoài hãy quên tôi đi, chớ theo nhọc lòng. Trương đại ca, tiểu muội xin nói lên lời vĩnh biệt. Chưa cô nương, cô nương định bỏ chúng tôi mà đi sao? Đời tôi dường như phải cứ mang nước lệ vào tim. Thôi đừng ngại có tiếng thương chi, để dưỡng bận vào lòng. Mùa xuân này không đến, người chờ xuân buồn đến, đành phải ra đi bước lang thang trời mây. Làm sao lòng không xót xa duyên lỡ làng nàng, thương hồng nhan cam cánh gian trung, mặt mưa lệ ngầm môi. Đưa chấp chung sớm thế, tiếng người đi ngàn xa, hành trang giá tư, mong bao trăm bình an. Hãy
sao. Trương ca, em Minh đã bên cùng trời mơ, bên duyên tóc tơ xa chỉ hồng trời. Nghĩa trăm năm sách cầm, nguyên ngương nghĩa phối châu trần, nguyện thủy chung không rời. Mãi bên nhau dài lâu chưa qua tế dương, ta phí nguyện thờ tông. Ngỡ yêu nhau suốt đời hề nguyện chung có đất trời. Dù trong gai chẳng phải nhát bóng đêm nay, tiếng chim ca réo gọi mùa gió đường hoa ngạt ngào. Chào mừng duyên lứa đôi đẹp tình cân cần, lòng rộn ràng hơn qua lá cúc tình căng. Bước phiêu du giang hồ có em yêu bên mình, tựa quanh yên hiền đôi. Tựa tiên giáng lâm như có ngàn châu.